Bây giờ ta sẽ cùng tìm hiểu bài tập số 1. Nội dung của bài tập số 1 như sau. Một mảnh vườn trồng cây ăn trái hình chữ nhật, có chiều dài 25 mét, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Trong vườn, người ta xẻ hai lối đi, có chiều rộng là 1 mét, như hình vẽ, tính phần diện tích còn lại để trồng cây. Bây giờ các con quan sát hình vẽ. Các con cùng nghe lại. Một mảnh vườn trồng cây ăn trái hình chữ nhật, có chiều dài là 25 mét. Đây chính là chiều dài. Chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Ta sẽ dễ dàng tìm được chiều rộng. Trong cái khu vườn, người ta xẻ hai lối đi, có chiều rộng là 1 mét. Đây là hai lối đi này. Có chiều rộng là 1 mét. Tính phần diện tích còn lại để trồng cây, tức là ta đi tìm tổng diện tích của những phần còn lại này là những phần để trồng cây. Vậy diện tích phần còn lại là bao nhiêu thì cô trò mình cùng phải đi tìm. Bây giờ các con cùng nghe lại phần phân tích của cô nhé. Thứ nhất, đây là một mảnh đất hình chữ nhật. Mảnh đất này có chiều dài là 25 mét. Chiều rộng thì bằng 3 phần 5 của chiều dài. Như vậy ta dễ dàng tìm được chiều rộng. Trên cái khu đất này người ta chia thành hai lối đi ở giữa đây và chia các phần còn lại là 4 phần bằng nhau. Các con nhìn thấy chưa nào? Và người ta hỏi chúng mình xem là diện tích phần còn lại để trồng cây này là bao nhiêu. Như vậy muốn tìm được diện tích phần trồng còn lại là bao nhiêu thì chúng mình phải tìm toàn bộ cái diện tích của mảnh đất. Sau đó chúng ta trừ đi diện tích của lối đi. Chúng ta sẽ ra diện tích phần còn lại. Có đúng không các con? Vậy thì diện tích lối đi nó lại hình thành như thế nào? Cô sẽ cắt diện tích lối đi như sau.